Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hỏng dưa Cbiz hôm nay, Dương Mịch chia tay trai trẻ, Vương Nhất Bác lao đao với băng vũ hỏa. Hôm nay chủ đề hỏng dưa Cbiz của Sa Hoa Ngữ sẽ bắt đầu từ Vương Nhất Bác, Dương Mịch. Dương Mịch vốn là nghệ sĩ hàng A của làng giải trí Hoa Ngữ, bên cạnh những thông tin về sự nghiệp như diễn xuất, đại diện thương hiệu đều rất xuất sắc thì Dương Mịch còn rất được truyền thông quan tâm đến đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch bị vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đài Huân. Khi cả hai bị cảnh sát ảnh chụp được nhiều điểm trùng hợp như diện đồ đôi, nghi vấn sống chung nhà. Thế nhưng mới đây blogger kiêm phóng viên chuyên tranh ảnh Lưu Đài Trùy của xứ Trung đã bất ngờ tiết lộ nàng Bạch Thiện đã chia tay với tình trẻ và hiện giờ đang độc thân. Từ trước đến nay, Dương Mịch chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nên thông tin từ blogger này khiến dân mạng bán tín bán nghi. Cũng liên quan đến Dương Mịch trong chủ đề hỏng dưa. Dưa trong Cbiz là chỉ những tin đồn. Hôm nay xuất hiện thông tin những ngày gần đây Dương Mịch không có nhiều công việc, đoàn đội cũng cho nữ diễn viên mấy ngày nghỉ nên người qua đường có thể ngẫu nhiên gặp ở các trung tâm lớn. Những lần tên tuổi của nữ diễn viên lên hot sách từ đoàn đội lăng xê thì đa phần là từ người qua đường chia sẻ. Bên cạnh đó, dưa về Dương Mịch cũng có cả thông tin về các mối quan hệ xoay quanh nữ diễn viên. Theo đó, Dương Mịch có rất nhiều người theo đuổi, từ trẻ đến lớn tuổi đều có. Bạn bè của vợ cũ Lưu Khải Uy toàn người ngoài giới giải trí. Trong giới ngoài Châu Bụt Sướng thì còn có Trương Tiểu Phỉ, thời đại học cũng có quan hệ khá tốt. Người thứ hai trong chuyên mục hỏng dưa chính là Vương Nhất Bác. Theo đó, blogger Lưu Đài Trùy đã tiết lộ rằng Vương Nhất Bác hiện tại không có bạn gái. Mặc dù những ngày gần đây anh vướng tin đồn tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên Trần Tình Lành tính cách ổn trọng, làm việc cần mẫn, thái độ tích cực không ngại mệt là nghệ sĩ có độ phối hợp cao trong hoạt động Cbiz. Bên cạnh đó, thông tin về phim Băng Phù Hòa của Vương Nhất Bác đang bị đắp chiếu. Nguồn tin mới nhất cho biết Đài Hồ Nam cũng sốt ruột chiếu phim nhưng trước mắt vẫn chưa được duyệt. Tổng cục còn chưa ký tên, phim có nội dung đời thường nhưng lại bị duyệt khá chặt, đặc biệt muốn chiếu khung giờ vàng càng khó khăn hơn. Phim Tảo Hoắc Phong Bào là thể loại tương đồng, vốn là đầu năm chiếu nhưng phải chuyển sang CCTV8 mới có thể chiếu, vì chiếu trên CCTV không cần phải qua tổng cục. Còn Băng Vũ Hỏa thì Hồ Nam không chuyển qua đài khác tiếp nhận, nên khi nào được duyệt còn chưa biết. Hoắc Tôn, cũng trong chủ đề hỏng dưa Cbiz hôm nay, còn có thông tin về ca nhạc sĩ Hoắc Tôn. Dù đã tuyên bố tạm dừng nghệ thuật nhưng mới đây tin đồn lại truyền ra. Chuyện Hoắc Tôn đang tính toán quay lại giới giải trí nhưng trước mắt cha nam này chỉ một lòng muốn giải quyết với bạn gái cũ, muốn để cho đối phương trả giá để đền bù tổn thất của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.